Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cặp phân tần Yamaha NS690. Đây là một cặp phân tần 3-way bass 30 các bạn nhé. Cặp phân tần này có tụ dầu và quận cảm cũng rất là nhiều và rất là lớn các bạn. Đây các bạn nhìn này, đó quận cảm rất to các bạn nhé. Một phân tần này vẫn còn zin nguyên, chưa có động đậy, thì mình chỉ có thu lại đường dây thôi. Mình cắt ngắn lại dây và mình đi quay lại cái phần xeo chỉnh cho nó đẹp. Dây xeo chỉnh cũng zin luôn các bạn nhé. Đó, mình đã đi lại rất là đẹp, rất chắc chắn. Đây là mình đang ghép với lại cặp loa Fortex FT66. Bộ đôi này là chơi rất là ăn ý và hoàn hảo các bạn nhé. Đó, tiếng chép này, tiếng tách rất là nhuyễn. Và bây giờ mình xin test cho các bạn cùng nghe, cùng xem nhé. Mình đã test hết rồi, tất cả các ngõ ra là test hoàn hảo các bạn nhé. Mình chỉ có một cặp loa Fortex này đi vào đường chép và một chiếc loa cỏ kia là đi vào đường mic. Và bây giờ mình tắt đây. Đây là cái cổng này là mic các bạn nhé. Tắt mic, tắt hết này. Đó. Và tất cả mọi thứ đang mở, tất cả là 9 giờ một tiếng. Rất là rõ ràng đó. Khi mình tắt hết thì tất cả là không còn một tí âm thanh, một chút âm thanh sọt sẹt nào hết các bạn nhé. Im vắng phát luôn. Và bây giờ mình mở lên, mình test từng chiếc loa một. Ở đây là chiếc loa mic bên trái này. Đó. Maximum là 5 giờ các bạn nhé, nhưng mà đây mình bảo 9 giờ này. Đó. Đó, và đây bên này chiếc chép bên trái. Nó mở 9 giờ. Và bây giờ mình tắt đi, chiếc chép bên phải. Đó. Tất cả đều mở 9 giờ hết. Còn chiếc này là mình không có loa mic nên là mình tắt hết, về hết luôn. Bây giờ mình mở lên các bạn nhé, mở lên. Đó. Yamaha NS690 là phiên bản em của Yamaha NS1000 các bạn nhé. Cặp phân tần Yamaha NS690 mình xin giao lưu với lại giá 2,5 triệu các bạn nhé. Cặp loa Fortex FT66H mình xin giao lưu với giá là 7 triệu. Tất cả các bạn là chuyển khoản đầy đủ cho mình sẽ bao ship các bạn nhé. Mọi liên hệ các bạn xin gọi đến số điện thoại 0967165168. Mình ở Biên Hòa, Đồng Nai, mình ship toàn quốc các bạn nhé. Video mình xin kết thúc ở đây. Xin thân ái, chào các bạn.